Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Thương vụ đội chủ của MU có biến. Dấu chấm hết, Maguire chính thức rời Man United. Bước ngoặt của Antony, thăng hoa và ổn định. Thương vụ đổi chủ của MU có biến. Nhà Glazer không muốn bán màn đỏ và tin tưởng giá trị của đội bóng sẽ chạm mốc 10 tỷ bảng trong những năm tới. Theo ESPN, đồng sở hữu Zou và Avram Glazer đánh giá tiềm năng tăng trưởng của màn đỏ trong những năm tới có thể giúp họ kiếm được 10 tỷ bảng. Chính vì vậy, chủ Mỹ có kế hoạch thu hút khoản đầu tư cần thiết trong và ngoài sân cỏ thay vì bán câu lạc bộ ở giai đoạn này. Nguồn tin xác nhận có 4 quỹ đầu tư giàu có chuẩn bị mua lại cổ phần của MU. Động thái này giúp nhà Glazer có cơ hội tiếp tục giữ vai trò là chủ sở hữu của nửa đỏ thành Manchester. Chủ Mỹ tin rằng đội bóng đang thay đổi theo hướng tích cực. Với đà phát triển như hiện tại, quỷ đỏ có thể tăng nhanh doanh thu và nhận về những bản hợp đồng tài trợ khổng lồ. Ngân hàng Rainer Group của Mỹ thay mặt cho gia đình nhà Glazer giám sát quá trình đấu thầu. Chủ Mỹ ban đầu muốn bán câu lạc bộ với giá 6 tỷ bảng sau 2 tuần kể từ khi vòng đấu thầu thứ hai để mua lại quỷ đỏ chính thức diễn ra. Các đối tác tiềm năng của nhà Glazer vẫn gặp khó trong việc thương thảo. Với việc có thêm một vòng đấu thầu thứ ba, sẽ khó có một giải pháp nhanh chóng cho quá trình tiếp quản MU khi mà mùa giải này sắp kết thúc. Trước sự chậm chạp của nhà Glazer, doanh nhân người Phần Lan Thomas Ziliakos hết kiên nhẫn và quyết định không tham gia vòng đấu thầu này. Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani và doanh nhân Jim Ratcliffe vẫn chưa được bật đèn xanh để hỏi mua MU. Nhiều nguồn tin nội bộ cho rằng khó có chuyện Ratcliffe hay phía Qatar trả một mức giá trên trời hay đúng ý như nhà Glazer mong muốn. Họ muốn để dành nguồn lực cho việc đầu tư vào MU nếu như quá trình đổi chủ hoàn tất. Với những gì diễn ra, nhiều khả năng chủ hiện tại của MU sẽ bán số cổ phần nhỏ cho một quỹ đầu tư từ Mỹ, qua đó giúp họ tiếp tục nắm quyền kiểm soát lớn tại sân Old Trafford. Dấu chấm hết, Maguire chính thức rời Man United. Sau những màn trình diễn trong thời gian qua, có lẽ tương lai của Harry Maguire tại Man United sẽ khép lại khi mà mùa giải này kết thúc. Đêm qua, Man đỏ không để lọt lưới bàn nào trên sân City Ground của Nottingham Forest. Tuy nhiên không phải vì vậy mà trung vệ Harry Maguire thoát khỏi những chỉ trích. Cầu thủ người Anh để mất bóng 13 lần, con số không tưởng đối với một trung vệ và suýt biếu không cho đối thủ môn quả phạt đền. Phóng viên Samuel Lucas mô tả màn trình diễn của Maguire trong hiệp 1 là thảm họa. Lucas cho biết, hãy nhớ lại trận đấu với Leicester mùa giải trước và cậu ấy cũng bị đám đông làm cho mất bình tĩnh và điều tương tự đang xảy ra ở đây. Thêm một lần nữa điểm yếu về tâm lý của Maguire bị khai thác. Sau trận đấu, Erik ten Hag hé lộ thêm một hạn chế nữa của Maguire. Khi được phóng viên hỏi tại sao lại để Maguire chơi bên phải thay vì bên trái, bộ đôi trung vệ, cựu thủ trưởng Ajax trả lời: bởi vì các góc nhìn của Maguire không tốt nếu như Harry chơi bên trái. Điều này thật khó cho cậu ta ở trong khâu phòng ngự và quán xuyến một khu vực rộng bằng chân trái. Cậu ấy chơi tốt hơn bên phải và Victor có thể sử dụng tốt cả hai chân. Cậu ấy cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự ở phần sân còn lại và cả việc chuyển trạng thái. Đây là lý do khiến cho trong số thời điểm mùa giải này, Ten Hag kéo Luxor vào đá vị trí trung vệ lệch trái chứ không phải Maguire, dù cầu thủ này hoàn toàn khỏe mạnh. Với cách chơi của United lúc này, họ đang dần ưu tiên những pha phát triển bóng hàng thủ. Việc Maguire không giỏi phát động tấn công khiến quỷ đỏ chịu nhiều thiệt thòi. Mặt khác, Maguire chỉ chuyền tốt bằng chân phải. Điều này khiến các đối thủ dễ dàng bắt bài và áp sát mạnh vào những lúc anh đang có bóng ở trên khâu thuận. Nhìn chung, Maguire vẫn là một trung vệ hữu dụng ở bóng đá Anh. Nhưng thi đấu ở một đội bóng ngày càng hoàn thiện như Man United là quá sức. Chưa kể sức ép từ dư luận lúc nào cũng hướng về trung vệ 30 tuổi này. Chỉ cần một pha xử lý bóng lỗi, ngày mai, cái tên của anh có thể lại được đăng lên trang nhất của các nhật báo nước Anh. Tháng riêng vừa qua, một số câu lạc bộ như Leicester đã liên hệ với Maguire. Có lẽ bến đỗ này phù hợp hơn với trung vệ sinh năm 93. Theo thống kê Transfermarkt, định giá cầu thủ này khoảng 25 triệu euro. Có thể khi bước vào bàn đàm phán, MU sẽ nâng giá bán lên một chút. Quỷ đỏ cần cân nhắc thu về số tiền này, nó sẽ giúp Ten Hag tái đầu tư vào một trung vệ mới trong mùa hè tới đây. Bước ngoặt của Antony, thăng hoa và ổn định. Bỏ lại sau lưng những chỉ trích, Antony chứng tỏ anh sẵn sàng thay đổi để tăng tầm ảnh hưởng đến lối chơi của MU. Antony ghi một bàn và góp một kiến tạo giúp MU thắng 2-0 trước Nottingham Forest ở trận đấu tại vòng 31 Premier League hôm 16 tháng 4. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của chân sút người Brazil tại giải đấu số 1 nước Anh kể từ tháng 10 năm 2022. Antony bị chỉ trích vì lối chơi rườm rà kém hiệu quả. Trước Forest, cựu sao Ajax cho thấy hình ảnh khác biệt, anh có đóng góp rõ rệt vào mặt trận tấn công của MU. Sự chuyển mình của Antony có thể tạo ra bước ngoặt cho quỷ đỏ ở phần còn lại của mùa giải. Antony thay đổi. Đầu tuần trước, huấn luyện viên Ten Hag thừa nhận các cầu thủ tấn công của màn đỏ cần phải thể hiện nhiều hơn. Quỷ đỏ thắng Everton 2-0 ở vòng 30 Premier League nhưng hàng công lại quá phung phí cơ hội. Trong đó, một mình Antony bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn. Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn của Antony chỉ ở mức 4,8%.
Đến trận đấu gặp Sevilla tại tứ kết lượt đi Europa League hôm 14 tháng 6, đội chủ sân Old Trafford cũng không thể cải thiện khả năng ghi bàn. Anthony tung ra 5 cú sút, trong đó có 3 pha dứt điểm ở tư thế thuận lợi nhưng không ghi bàn. Anthony còn trẻ, các cầu thủ tấn công khác của MU thì cũng thế. Họ cần cho thấy bản thân là mối nguy hại của hàng thủ đối phương và tạo ra tầm ảnh hưởng cho 1/3 phần sân của đối thủ, ông Ten Hag nói. Có vẻ Anthony lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn của huấn luyện viên người Hà Lan. Đến trận đấu gặp Forest, tiền đạo người Brazil cho thấy hình ảnh tích cực. Không còn là những pha dứt điểm đơn điệu hướng đến góc xa khung thành, cựu sao Ajax chơi đồng đội và trở nên khó lường hơn. Bên cạnh những pha đi bóng và trung lộ quen thuộc, anh sẵn sàng thực hiện các pha ban bật với đồng đội và dứt điểm bằng chân không thuận. Ở bàn đầu tiên của Emo, Anthony chớp thời cơ tốt sau cú sút không thành bàn của Anthony Martial. Đến pha lập công thứ hai, cựu sao Ajax đi bóng và thu hút sự chú ý của 2-3 cầu thủ Forest trước khi kiến tạo để Diogo Dalot lập công. Với một bàn và một kiến tạo, Anthony được Fordmoss chấm 8,8 điểm, cao nhất trên sân. Bình luận về bàn thứ hai của Emo, cựu tiền vệ Roy Keane phân tích: "Chúng ta có thể thấy cái hay của Anthony ở pha lập công này là của đội bóng. Thay vì sút, các cầu thủ phải thể hiện thêm những điều cơ bản khác. Chúng ta chỉ trích Anthony nhưng cậu ấy có sự khao khát lớn để thể hiện mình." Đồng tình với Queen, cựu tiền đạo Jimmy Floyd Harris-Bach của Chelsea phân tích trên Sky Sports: "Chất lượng trong pha xử lý của Anthony giúp Dalot ghi bàn. Anthony có một trận đấu tốt, cậu ấy dần khắc phục được những điểm chơi chân không thuận. Anthony từng tuyên bố sẽ không thay đổi phong cách thi đấu, nhưng thực tế cho thấy chân sút này dần điều chỉnh thói quen chơi bóng để phù hợp hơn với Emo. Đây là một trong những yếu tố giúp Quỷ Đỏ đánh bại Forest. Anthony cần ổn định hơn." Phát biểu sau trận thắng trước Forest, ông Ten Hag nói thẳng: "Anthony phải duy trì sự ổn định nếu như muốn trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới. Ở đầu trận có 1-2 tình huống cậu ấy có thể truyền cho Christian Eriksen. Vấn đề nằm ở khả năng ra quyết định. Câu đó sẽ toàn đội có thể ghi bàn hay không." Cựu huấn luyện viên Ajax tin rằng 8 bàn trên mọi đấu trường ở mùa đầu tiên cho Emo không phải quá tệ với Anthony, nhưng rõ ràng cựu sao Ajax cần hạn chế lối đá rườm rà kém hiệu quả của bản thân. "Có nhiều hậu vệ tài năng Premier League nên bạn cần phải thể hiện bản thân ở đẳng cấp cao nhất. Anthony cần phải nỗ lực hơn, trận đấu vừa qua là một ví dụ. Trong cả hai bàn, Anthony đều có những quyết định chuẩn xác." Ông Ten Hag nói thêm. Anthony đang bị xem là bài hợp đồng hứa của Emo, không thể dễ chơi sút người Brazil bẻ lại quan điểm này. Nhưng chiến thắng Forest lại có thể là tiền đề quan trọng giúp anh chơi tự tin hơn trong phần còn lại của mùa bóng. Thương vụ đổi chủ của Emo có biến. Nhà Glazer không muốn bán màn đỏ và tin tưởng giá trị của đội bóng sẽ chạm mốc 10 tỷ bảng trong những năm tới. Theo ESPN, đồng sở hữu Zou và Avram Glazer đánh giá tiềm năng tăng trưởng của màn đỏ trong những năm tới có thể giúp họ kiếm được 10 tỷ bảng. Chính vì vậy, chủ Mỹ có kế hoạch thu hút khoản đầu tư cần thiết trong và ngoài sân cỏ thay vì bán câu lạc bộ ở giai đoạn này. Nguồn tin xác nhận có 4 quỹ đầu tư giàu có chuẩn bị mua lại cổ phần của Emo. Động thái này giúp nhà Glazer có cơ hội tiếp tục giữ vai trò là chủ sở hữu của nửa đỏ thành Manchester. Chủ Mỹ tin rằng đội bóng đang thay đổi theo hướng tích cực. Với đà phát triển như hiện tại, Quỷ Đỏ có thể tăng nhanh doanh thu và nhận về những bản hợp đồng tài trợ khổng lồ. Ngân hàng Rainer Group của Mỹ thay mặt cho gia đình nhà Glazer giám sát quá trình đấu thầu. Chủ Mỹ ban đầu muốn bán câu lạc bộ với giá 6 tỷ bảng sau 2 tuần kể từ khi vòng đấu thầu thứ hai để mua lại Quỷ Đỏ chính thức diễn ra. Các đối tác tiềm năng của nhà Glazer vẫn gặp khó trong việc thương thảo. Với việc có thêm một vòng đấu thầu thứ ba, sẽ khó có một giải pháp nhanh chóng cho quá trình tiếp quản Emo khi mà mùa giải này sắp kết thúc. Trước sự chậm chạp của nhà Glazer, doanh nhân người Phần Lan Thomas Ziliakos hết kiên nhẫn và quyết định không tham gia vòng đấu thầu này. Chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani và doanh nhân Jim Ratcliffe vẫn chưa được bật đèn xanh để hỏi mua Emo. Nhiều nguồn tin nội bộ cho rằng khó có chuyện Ratcliffe hay phía Qatar trả một mức giá trên trời hay đúng ý như nhà Glazer mong muốn. Họ muốn để dành nguồn lực cho việc đầu tư vào Emo nếu như quá trình đổi chủ hoàn tất. Với những gì diễn ra, nhiều khả năng chủ hiện tại của Emo sẽ bán số cổ phần nhỏ cho một quỹ đầu tư từ Mỹ, qua đó giúp họ tiếp tục nắm quyền kiểm soát lớn tại sân Old Trafford.